Ăn chừng nào ăn lấy em. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Bạn tên là gì? Em tên là Hoàng Ngọc Tú. Hoàng Ngọc Tú. Dạ. Tên nghe dữ dội nha. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em làm chuyên viên kỹ thuật ngành nhựa. Ngành nhựa, bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi anh. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ mình bước ra sân khấu nha. À, xin mời bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người ạ. Chào, em tên là Phùng Thị Huệ, em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em đó là giáo viên mầm non ạ. Huệ hả? Dạ. Bên đây có vẻ khan tiếng hả hay sao? Hay là giọng bình thường vậy? Dạ, em bị khan tiếng á chị. Chắc là la mấy em quá phải không? Dạ chị, đầu năm công việc của bên em nó nhiều quá chị. Dễ thương quá. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 ạ. 29? Dạ. Coi như là rất là hợp đấy. Hơn tuổi là hợp lý lắm. Cụ thể cái chuyện việc bạn làm là gì? Em làm về sản phẩm của nhựa, như những cái ghế, những cái chai nước. Ghế nhựa, chai nước kia. Dạ, rồi. Thế bạn kỹ thuật là làm ra nhựa hay là từ cái nhựa chế ra chai? Dạ, từ cái nhựa em chế ra. À, thổi ra cái chai đúng dạ. Không? Bạn làm bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em làm về ngành này cũng được hơn 3 năm rồi. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. À, quê bạn ở đâu? Dạ, em ở Bắc Giang. Bắc Giang? Dạ. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, làm và học ở trong này cũng được 8-9 năm rồi. 8-9 năm? Đến đây tìm người yêu? Em tìm cả vợ luôn. Cả vợ luôn? Vâng. Có người yêu chưa? Dạ, chưa. Nói chứ em cũng có một lần có người yêu rồi. Một lần thôi? Dạ. Bao nhiêu năm? Dạ, cũng 4-5 năm nay. Dạ. Rồi, hôm nay mình nói chuyện mới đi ha. Dạ, đúng rồi. Tình duyên mới, đúng rồi. À, bây giờ Huệ giới thiệu một chút về mình. Em 28 tuổi là cũng là lớn rồi đó. Dạ. À, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có trải qua 3 mối tình chị. Cái cuối cùng nữa là cách đây bao xa rồi? Cái mối tình cuối cùng của em là cách đây 1 năm chị. Rồi, bỏ qua mấy cái cũ, bây giờ mình nói cái mới. Tại sao 1 năm nay vẫn chưa tìm được người nào? Em cũng không rõ nữa chị. Tại khi mà em cảm nhận về một người, tức là mình nhìn bề ngoài, mình có cảm tình với người ta thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Còn nếu khi mà mình có gặp nhau mà mình mà không có thích thì mình sẽ dừng lại đó. Mà trong cái khoảng thời gian này em không có gặp được người nào mà em ưng, em không thích nên em không có quen ai hết. Và bạn thấy tự thấy cái điểm mạnh của mình là gì? Điểm mạnh của em là rất là vui vẻ chị. Vui vẻ, dí dỏm và em rất là thân thiện với mọi người. Tuy là em là giáo viên mầm non nhưng em rất là yêu thích thể thao, nhất là môn đá banh này chị. Vậy quê đâu vậy? Dạ em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa? Dạ. Thanh Hóa qua Bắc Giang gần không? Chắc khoảng 200-300 cây ạ. Ờ, nhưng mà cũng trên một chuyến đi đúng không? Dạ. Ra tới Thanh Hóa xong đi qua Bắc Giang, ra Hà Nội đi Bắc Giang. Về luôn đấy. À, về luôn đấy. Hồi xưa giờ tôi Hoài đi về quê mấy với mấy người? Dạ em toàn đi một mình ạ. À. Đi một năm là em về quê một lần, Tết là em về. Thế mọi người ở quê với cha mẹ em cứ bảo là sao người ta cứ đi một về ba mà sao mày cứ đi một về một hoài vậy? Bạn có thích đi một về ba không? Dạ em thích đi một về ba anh. Ưu điểm của bạn là thấy rồi. Mình có cái gì nó thế yếu của mình không? Cái điểm yếu tức là những cái môn mà thuộc về năng khiếu, ví dụ như là hát hoặc là múa hoặc là vẽ thì em rất là hạn chế. Có nghĩa là học trò em hát bậy bạ không phải không? Không, không có bậy bạ chị. Hát cũng đúng nhưng mà nhiều khi trẻ nó còn hát hay hơn cô ấy chị. Vậy hát là thua học trò đấy, còn bạn hát ha, được không? Em hát kỳ lắm mọi người. Ở Bắc Giang mà hát hay lắm mà. Em hát dữ lắm. Gần nó gần Bắc Ninh nữa, thành ra là dạ. À, quan họ này kia là cũng biết biết nhưng mà nó dữ lắm anh. Đâu làm thử coi như thế nào. Em hát thử một đoạn thôi. À. Người ơi, làng quan họ quê tôi, cửa đình ô bán nguyệt, chỉ cá tựa mạn thuyền, anh hai ngồi bè lái, quan họ về là về trao duyên, ấy quan họ về trao duyên. Cũng được. Bây giờ thấy bạn cầm quyển sách, bạn cứ mân mê cùng quyển sách đó, lý do tại sao nay cầm quyển sách đến đây? Dạ, em muốn... Muốn gì? Muốn đọc. Bạn nghe bạn nữ đó nói những ưu điểm và khuyết điểm của mình, của bạn ấy, còn mình? Em thì được cái là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Cái gì nữa? Sở thích thì em, trước đây em đi theo học ngành cơ khí máy, cũng cái duyên đưa đến ngành nhựa thôi. Còn thực ra em thích là thích nuôi chim, nuôi cá. Thích nuôi cá lồng lắm. Em nhìn là em thích à?
về khuyết điểm. Khát rửa mà em lười giặt đồ lắm chị ơi. Rồi còn lười gì nữa? Dạ làm biếng hẹn hò nữa. Chị ế là đúng rồi. Trời ơi, tại sao thước tha như vậy mà là thích đá banh là sao? Em cũng không có hiểu đó chị. Khi mà có tổ chức là mình tham gia vào. Khi mà lúc vào sân là mình cứ tưng bừng ngoài sân rồi đó chị. Mà đứng ở cái vị trí nào? Dạ em thường đá tiền đạo chị. Dữ là tiến lên phía trước không vậy hả? Quá dữ. Có sút vô được cú nào chưa? Chưa chị. Từ đó gì đó tiền đạo mà chưa đá như thế nào là tiền đạo cái gì trời. Bạn trai có thích bạn gái đá banh không? Được, được. Được hả? Thiệt lắm. Bạn muốn tìm cho mình một cái người yêu và đi đến hôn nhân gia đình luôn đúng không? Dạ. Nếu tìm được thì chúng ta sẽ tính chừng nào để tổ chức? Càng sớm càng tốt anh ạ. Tôi sẽ qua xem thử cô gái bên này như thế nào. Đá banh á. À, chào cô giáo. Giọng rất là đặc biệt nha. Thích về Thanh về Bắc Giang không? Dạ em thích anh. Cứ có người rủ em đi là em thích rồi anh. Em chào hoài chả có ai rủ em. Chào hoài chả ai rủ em à? Thế rủ em đi không? Rủ em phải đi chứ anh. Đang chờ mà. Cưới ngay á. Làm luôn. Thế bây giờ bạn thích cái mẫu người bạn trai như thế nào nè? Rồi chị qua chị coi mặt cho em nè. Chị em thích người bạn trai đó. Vui vẻ là dí dỏm. Còn về hình thức thì trên trung bình là được. Và ví dụ có thể là chán nói hoặc là bụng bơ chị. Cái thì càng tốt. Gì vậy? Bụng càng tốt quá. Là sao? Chán hói bụng bơ càng tốt là thích? Bụng bơ to hơn anh Quyền Linh càng tốt. Lý do? Em nghe người ta bảo là bụng bơ mới có tướng làm quan chị. Còn chán hói thì mới thông minh. Em nghĩ vậy nhưng mà em ngẫm rồi. Thường những người chán hói người ta thông minh lắm. Lần đầu tiên gu này lạ luôn nha. Gu quá lạ. Thấy ai cũng nói là không thích bụng bự. Chán này có hói không? Cái vuốt vuốt lên chút xíu thôi. Cho cao cao lên xíu hói. Mày có cái điểm nào không thích ở bạn trai không? Em ghét nhất là bạn trai mà khi mà nói chuyện với em mọi người hoặc bạn gái hoặc là người lớn mà cái mặt mà cứ vênh vênh hoài vậy. Sao này tay cứ như kiểu là nhổ râu ấy chứ. Nhìn nó cứ đều đều kiểu ghê ấy đi. Tôi thích bạn này rồi đó nha. Cô kia hơi cá tính đấy. Được á. Dễ thương lắm. Coi cái anh bên này sao. Hả? Sao chị? Bụng quá bự. Thích cái mẫu người con gái thì sao? Em chỉ cần một người con gái chân thành. Biết đối nhân xử thế với người lớn là được rồi. Không thích điểm nào? Lẻ lẻ quá là em không thích. Đơn giản thôi. Tiền ai giữ? Thì tất nhiên là vợ giữ rồi chị. Miễn là vợ đưa cho mình đủ tiền đổ xăng với tiền nhậu bữa được anh nhỉ? Anh cứ rủ em đi nhậu là em cho anh tiền đi nhậu luôn. Em ơi, em có nhậu nhiều không? Em mà nói chung là cũng tạm tạm anh. Anh rượu chè để cờ bạc thì không. Bia thì có uống. Dạ. Không có thì đi mua. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đến với cô em ạ. Cô. Dạ chào cô. Chào chị Cát Tường và anh Viên Linh ạ. Dạ. Là cô của Huệ. Dạ. Ờ, bình thường ở nhà Huệ vui vẻ, vui tính, dí dỏm vậy hả cô? Còn hơn thế nữa. Hơn vậy nữa. Cô thấy cái anh chàng bên kia có hợp với Huệ không cô ha? Nếu mà nói về chiều cao ấy thì cũng được. Rồi nếu mà nói đòi bụng bự thì không có. Bụng bự là không có rồi. Nhưng mà dễ thương không cô? Cũng được, dễ thương rồi cũng hơi ốm quá. Ăn uống nhiều bồi dưỡng chán vô. Chán hói thì cũng không hói nhưng mà chán cao được. Rồi, còn bạn Tú. Dạ, cảm ơn cô. Ai không? Dạ, em lúc đầu thì bạn em nói là đi cùng em mà đến lúc phút chót lại không đi được. Ừ. Chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Kéo màn lên. 2 phút dành cho cặp đôi bắt đầu. Gì mà bất ngờ vậy? Gì mà gặp người ta mà. Chào em. Dạ, em chào anh. Anh thấy em sao? Nhìn như vậy mà dễ thương lắm. Anh cũng thấy dễ thương nữa. Bao dễ thương cho anh luôn. Chứ em thấy anh sao? Nói chung là cũng thích thích à. Thích thì bây giờ làm thế nào? Anh thích thì bây giờ em có ý kiến nha. Anh về đậu của em đi. Em có chăm được anh không? Anh gầy lắm á. Anh yên tâm, cái gầy mẹ em nuôi khắc mập mà. Thật nha. Thế không có lo, em ví dụ như là xấu thì nhiều khi mình tốn nhiều chi phí thôi. Còn mà gầy thì ăn nhiều cũng thành mập vậy là. Mà muốn bụng bự thì nhậu nhiều, bụng khắc bự. Anh nhậu nhiều lắm á.
Nhậu nhiều thì tốt chứ sao mà. Nhậu cứ cho em đi cùng là ok rồi. Vậy nha. Dạ. Phải có em đi em mới chịu, còn không có em đi anh ở nhà. Thì anh cho em đi. Dạ. Vậy không say không về hả? Rồi nhậu mà dắt em đi hoài, cuối cùng bụng ai bự? Cho người ta đi, người ta uống một mình thì bụng người ta mới bự được chứ. Bây giờ hỏi câu này nè, bây giờ chừng nào kết hôn? Kết hôn đẻ mấy đứa? Anh chừng nào anh lấy em. Cái này là anh lấy em chứ em không có lấy anh. Đúng rồi, rất là dễ. Anh chừng nào anh lấy em. Em thích bao giờ anh cưới là anh cưới à? Bao giờ là bao giờ, em không có thích chờ đợi nhiều. Anh đánh nhanh ngồi chậm, mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phải có thời gian cụ thể vậy đó. Em không cứ thích bao giờ, em chờ đến bao giờ. Thẳng thắn rồi đi, đúng rồi. Thẳng thắn rồi đi. Bao giờ? Ok. Bao giờ? Cuối năm. Ok. Cuối năm. Dạ. Em theo anh về Dinh ha. Dạ, ok. Để mấy đứa. Cái này thì em quyết định được. Ít nhất là phải 3 chị. Anh Tổng Dương thì sao? Anh quyết định chứ, rồi em quyết định đâu có được. Trời, đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi trang rồi. Khoan khoan em. Anh tặng em cuốn sách này. Dạ, em đọc. Em đọc nha. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai đối diện trước mắt em? Em bảo là em thích rồi mà. Hiện tại giờ là thích rồi, còn về tìm hiểu sau. Thích rồi thích cái gì? Chả biết là thấy thích vậy thôi. Em cái gì mà đập vào mắt em đầu tiên? Em thấy anh hiền lành ạ. Thấy cũng tươi. Tươi? Tươi chỗ nào? Ông nhóm nhắc cái queo tươi gì? Tươi là tươi cười á chị. Rồi bạn nam, bạn thấy cô gái thế nào? Không, bạn vui tính. Rất hợp với mình á. Hợp không? Hợp lắm. Có thấy khớp, thấy sợ gì không? Không sợ gì em chị. Không sợ gì phải không? Em nhìn vậy thôi nhưng mà... Ghê phải không? Lù khù rồi. Rồi đó. Không biết nổi không? Thôi hai đi em. Thôi anh về mình tính sau. Rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đến để quyết định. Tâm sự vậy đủ chưa? Hiểu chưa? Dạ được rồi. Hiểu rồi ha. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ để quyết định nhấn nút hẹn hò với nhau hay là không. 1. Có nhấn không? 2. Chúc mừng hai bạn. Hai người dễ thương, ấn tượng chứ. Tôi hỏi với cô gái là nếu như... Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thích quá. Nắm tay nhau đi. Nắm tay đi. Nắm tay đi. Điện giật. Hả? Điện giật. Cảm nhận thế nào? Không cho hôn. Quen bao lâu mới cho hôn? Thôi em thích là em chủ động hôn trước rồi đó. Thế bây giờ thích đi. Giờ chưa thích mấy. Nếu như chàng trai không nhấn nút thì sao? Không nhấn thì em cũng nhấn, kệ chứ. Mình thích là mình cứ thích đúng không? Dạ, thích là việc của mình, còn người ta không thích không là việc của người ta. Cá tính. Rất là cá tính. Chúc mừng hai bạn. Một cặp vé xem phim. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thời gian nhiều nữa để trò chuyện cùng với nhau. Dạ. Cảm ơn chương trình ạ. Đây là phần quà tặng cho hai bạn. Đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Thơm miệng để làm gì chị? Để hôn nhau. Trời ơi, còn hỏi nữa. Rồi, hai người nắm tay đi. Đó là chia đôi đó. Chừng hồi rồi cái lộn, chia đôi. Quan niệm người một người phụ nữ của em là đừng có xăm hình. Chết rồi, bữa nay đi xăm từ lưa hết trơn, tiêu rồi. Và bây giờ thì đã thừa thắng rồi, phải xông lên. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai trong ngày hôm nay. Xin mời Hạ Mạn. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Rồi, chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em chào chị và em chào anh Quyền Linh. Em chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Diễm My. Năm nay em 23 tuổi chị. Hiện tại đang là nhân viên công ty giao nhận vận tải. Mời bạn trai. Chào bạn.
Dạ, chào Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, năm nay em 24 tuổi, hiện tại em là kỹ sư cơ khí á. Mình nói cụ thể việc của mình cho chị My được biết. Thì hiện tại là em đang làm công ty mắt kính Việt, hiện tại là đang trưởng một phần của tổ kiểm, kiểm hàng, kiểm kính trước khi là giao xuống Hồng Sơn. Những người này rất là khó tính đúng không? Dạ đúng rồi, em đặc biệt khó tính. Khó tính? Dạ. Khó tính khi kiểm tra rồi khó tính trong cái chuyện tìm bạn gái nữa đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng hơi khó tính. Diễm My, hồi nãy em nói về cái công việc em trong công ty vận tải đó, em hay nói rõ hơn, cụ thể hơn về công việc của mình một chút xíu không? Trong công ty thì em làm kế toán. Làm kế toán thanh toán, mà khi mà khách hàng về á thì em sẽ chịu trách nhiệm đòi nợ. Đòi nợ? Dạ. Thường thường đòi là được hay là không, có khi nào không được không? Đòi thì đa số là được. Còn vẫn còn một số người ta lại không chịu trả. Vậy hả? Lúc đó thì mình lại dùng cách khác chị. Cách khác là cách gì? Năn nỉ chị ơi. Là năn nỉ cũng giỏi lắm đúng không? Thế bây giờ sở trường của em là gì? Em thích may trang phục. Dạ thích cắm hoa. Rất là nữ tính. Vậy bạn đưa ra cái chuẩn một người bạn trai mà mình mong muốn là như thế nào? Dạ em thích bạn trai của em là phải cao chị. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m58. Không muốn con trai cao bao nhiêu? Dạ 1m68. Thiếu 3 phần. 65. Được không? 65 được không? Vậy. Thôi mình du di chút đỉnh đi. Ha. Dạ. Rồi ngoài cái chiều cao ra còn gì nữa không? Dạ em thích là bạn nam là biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ có. Chơi môn gì? Môn thể hình là đầu tiên, là thứ hai là môn bơi lội. Rồi còn gì nữa không bạn nữ? Dạ em thích cái bạn nam đó thì nói chuyện vui vẻ một chút, biết quan tâm tới cảm nhận của người khác. Đây thấy cũng có chiều sâu lắm đấy. Rồi bạn yêu cầu gì? Dạ thì em quan niệm một người phụ nữ của em là phải là nhất là lễ phép, thứ hai là dễ thương, dễ nhìn và dễ gần gũi. Nói chung là biết cách chia sẻ những công việc khó khăn, đừng lúc nào cũng giấu kín, đừng có xăm hình. Tại vì bạn em cũng xăm, thấy xăm em thấy nhìn em ghê quá, em sợ luôn. Chết rồi, bữa nay đi xăm từ lưa hết trơn, tiêu rồi. Ở bên đây bạn thấy, tôi thấy bạn cầm theo cây sáo là sao? Tức là trương chi đó hả? Dạ thì em thì thổi tiêu thổi sáo cũng không ai lắm. Nhưng mà lâu lâu buồn cũng lấy ra ngồi thổi nhâm nhi. Buổi sáng trước khi làm cũng nhâm nhi một vài sáng sớm mà thổi sáo. Tao làm thử một khúc coi có khè được bên này không? Dạ rồi sau đây em thổi bài Romeo Juliet đó. Đoạn cuối hơi rung, nó quên mất nhiệm. Nó trở như mối tình vui như thế thì thôi. Cảm ơn của Diễm My khi nghe tiếng sáo của bạn trai bên kia là như thế nào? Dạ em cảm thấy là anh thổi sáo nghe cũng khá hay. Chị cũng thấy được lắm. Dạ em thấy là có cái trục trặc ở cuối thì phải coi lại nha. Thế là khắc phục sao được. Khắc phục sao được. Bạn nữ ơi, mấy cái người thổi sáo người ta hay buồn lắm. Buồn bất chợt lắm. Người ta gọi là tự kỷ đó hả? Không, mấy người thổi sáo đỡ, mấy người thổi kèn nguy hiểm đó em. Thổi kèn phút cuối rồi đó, kèn lá rồi đó nguy hiểm lắm. Bây giờ em không thích cái gì hả người đàn ông? Dạ em không thích một người nói quá nhiều. Bây giờ mỗi lần hai bạn mà nóng lên cái lộn là bây giờ bạn gây gì bạn gây bên kia cầm cái sáo ra thổi bạn chịu không? Em sợ tới đó anh thổi không nổi nữa thôi chứ. Tại bên đây nhiều chiêu lắm chị ơi. Có ảo thuật luôn. Ảo thuật mà... Chào chị ạ. Lành quá. Bây giờ là thích cái gì hả người con gái? Là biết ngoan. Có thích cái ngoại hình sao không? Cao ốm? Dạ có. Thân hình vừa phải vừa phải. Cái mẫu người giống Tăng Minh Hà rồi. Lại ông bên này đẹp lắm, bây giờ lỡ có cái hình xăm nhỏ nhỏ thôi di du được không? Du di chứ mà lộn. Dạ được. Con dạ, này chắc... được lắm, ráng nghe không? Dạ được. Em tin tưởng chị. Tin tưởng chị Cát Tường hả? Chưa chắc đâu. Có chồng chưa? Dạ từ từ ạ. Ví dụ bên đây muốn tính liền sao? Cái đó thì thương lượng sau anh. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để thương lượng ha. Kéo màn lên cho hai người gặp mặt với nhau. Che cái hình xăm nha. Hình xăm bự lắm. Xăm chiếc lá ngay cái lỗ mũi.
2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh. À, em có bông. À, sorry, quên mất. À, chết rồi. Dạ rồi, em cảm ơn. Cô gái mà con người nhắc thôi. Em có thích vào cuối tuần hay đi chơi không? Dạ em cũng rất là thích đi chơi. Em thích đi dã ngoại không? Em thích đi nơi nào đó có phong cảnh đẹp. Thì anh có một cái khuôn viên rất là hữu tình, chắc được. Dạ. Có thấy giống Tăng Thanh Hà không? Dạ cũng có nét giống á. Em nghĩ sao nếu anh hẹn họ đi chơi với em mà ảnh cứ tự nhìn em mà tưởng tượng đang đi chơi với Tăng Thanh Hà? Dạ không, thì Tăng Thanh Hà tối nhìn thôi chị. Nếu như mà ảnh tưởng tượng em mà Tăng Thanh Hà thì em cứ nghĩ ảnh là Lưu Đức Hoa thôi. Dạ đúng rồi. Cái tính của em rất là bướng. Thì nếu như trong quá trình hẹn hò đó mà em nổi lên em bướng quá thì anh sẽ làm như thế nào? Tại vì nếu mà anh suy nghĩ cái này, tại vì tính anh cũng vậy, nhưng mà anh suy nghĩ trước rồi là khi em bướng anh nhìn anh sẽ kìm xuống tặng em một bó hoa thật rồi. Thí dụ giờ chỉ giận nè, đó làm gì làm đi. Thì em giận lắm rồi đó. Rồi giận, thí dụ. Em ơi em đừng giận nữa em ơi. Thôi lên nổi. Đó là cái chiêu thức của mình đó, mình để cho người ta cười thôi. Chứ mình ra mình hát cũng rất là được. Trời ơi. Được không em, thấy được không em, vui chưa? Dạ, dạ vui. Mấy chiêu này cũng được ha. Dạ. Còn một câu nói nữa, thật tình cảm vô trước khi chúng ta tiến hành bấm nút. Hôm nay đến chương trình thì cũng gặp em là một điều hạnh phúc, đúng không anh? À, anh muốn hẹn hò với em rồi. Okay. Mình chấp nhận hẹn hò. Yeah. Nói không miệng giật 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 cũng rung á. Tôi muốn giật giật mặt giật giật vậy đó. Gặp đối tượng rồi. Lúc trước em không có rung dữ á, bây giờ sao rung dữ? Tim em đập thình thình thình. Em đâu có ăn thịt em đâu. Thế còn Diễm My, bạn cũng nói một câu nào đó với bạn nam của mình. Dạ, thì nói chung là trước ấn tượng đầu tiên của em về anh á là cũng thấy dễ thương. Nói chung là có rất là nhiều cái tính cách, nét tính cách giống em. Còn sau đó thì thôi mình đi công viên nói chuyện xong. Cái chỗ mà thơ mộng đó đó, em thích lắm á. Thôi bây giờ mình quyết định suy nghĩ có bấm nút hay không nè, mình biết mình có đi công viên hay không nè. 3 2 1 Hy vọng trong những cuộc hẹn hò đó chúng ta hiểu nhau nhiều hơn và những cái điều tốt đẹp. Tương lai đang chờ các bạn. Tôi xin gửi tặng cho bạn cặp vé xem phim để tìm hiểu nhau. Đây, đem sản phẩm này vô công viên. Xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cái này mình xịt ở nhà đấy chị. Muốn xịt đâu xịt. Chúc hai bạn đi công viên vui vẻ. Làm chuyên về hoa lan anh. Có người mua một cây lan chỉ cần khoảng 5 cm thôi mà cỡ khoảng 40 mấy 50 tỷ thôi. Em không thích điều gì đàn ông? Có nghĩa mình nói không thích thì có nghĩa là không thích những cái điều xấu thôi. Ví dụ như tham gia quá nhiều vào tệ nạn. Đánh anh thì nóng lắm. Nhưng mà hãy miễn cãi nhau anh ra múc nước anh dọn anh đầu anh xong anh đi rồi. Anh cảm nhận như thế nào khi mà tiếp xúc lần đầu với em? Thấy dễ gần. Anh nói là nhìn em dễ gần thì anh cũng muốn gần thôi. Mời nhà trai. Mời em trai. Rồi xin mời nhà gái. Hôm nay thì hai bạn chỉ ngồi cách nhau cái hàng rào thôi. Bắt đầu. Mời con trai giới thiệu về mình. Chào Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và rồi, chào các khán giả ở đây. Em tên là Quỳnh Tấn Khanh, sinh năm 86, quê gốc thì của em là ở Vĩnh Long. Em làm việc thì ở trên Bảo Lộc. Khanh làm gì trên Bảo Lộc? Dạ em làm chuyên về hoa lan anh. Gieo hạt, như là mình lấy cái trái của lan rừng mình gieo hạt, hoặc là mình có thể là mình thụ phấn cho nó để mình tạo ra những cái giống mới. Có người mua một cây lan chỉ cần khoảng 5 cm thôi mà cỡ khoảng 40 mấy 50 tỷ thôi. Trời ơi,
Rồi chào hai dạ, chào dạ. Hai bạn. Rồi giờ ngồi bàn chuyện lan cho tới sáng hay gì? Nhánh lan đừng đá nở những ánh hoa trắng xinh. À, dạ. Bạn đó hay lắm, chút hát dạ. Bài đó đi. Rồi đó là bên đây là về chuyên về lan đúng không? Dạ. Để coi bên đây chuyên về gì nha. Giới thiệu đi cưng. Chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào anh trai kế bên và gia đình cùng các quý khán giả ngồi phía dưới. Tên em là Lê Thị Biết Thắng, hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Trà Vinh. Nghề nghiệp chính của em là làm các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch, đến nhân thân, khai sinh, kết hôn, khai tử nhưng mà mang yếu tố nước ngoài. Làm ở xã đó hả? Dạ, ở huyện. Yeah. Vĩnh Long mà qua Trà Vinh cũng gần. Rồi bao lâu mới về Vĩnh Long lần? Do là ở Vĩnh Long thì em còn mẹ nên cứ mỗi tháng thì em sẽ về đó tầm 3 ngày, 4 ngày. À, tháng nào cũng về hết? Dạ, tháng nào em cũng phải về. Rồi, về cũng gần về Trà Vinh rồi đó. Có mẹ với ông bà ngoại mà ngày nào cũng phải điện về. Nhưng mà em có nghĩ là ngày nào đó em sẽ về bởi vì mẹ em về chăm sóc mẹ chưa? Dạ, thì em cũng có một cái dự định của năm nay sẽ xây nhà lại và em sẽ dời công việc em về dưới đó. Sát bên Trà Vinh ha. Tâm ở bên đây tôi cũng yên tâm rồi đó. Ở Lâm Đồng thấy xa quá. Em trai có mấy mối tình rồi? Có một mối tình với người đầu tiên là vợ. Sau khi ly hôn thì cũng mấy năm em có quen một người cũng lớn tuổi hơn em, chuẩn bị đâu đó xong xuôi hết rồi, còn khoảng 10 ngày nữa là đám cưới đó. Cô ấy bị tai nạn mất. Ồ, cái người thứ nhì đó phải không em? Dạ, nên nói chung là tới giờ cũng 4 năm, hơn 4 năm rồi. Em có cháu nào chưa? Dạ, hồi vợ thì có một bé. Thì lúc mà vợ em bỏ đi á, là bỏ lại bé là 3 tháng. Em nuôi tới bây giờ là 14 tuổi. Trai hay gái? Dạ, trai. Con trai hả? Ồ. Hoàn cảnh bạn trai bên đây còn đường tình duyên bên kia thì sao? Ừ, để từ từ hỏi bên đây em cái điểm mạnh nhất của em là gì? Cái tính tình của em thì nói chung là rất là hòa đồng, nói chuyện thì chủ yếu là vui vẻ mà em hay nói nhiều lắm. Nói chung là hãy miễn gặp đúng gu là em nói nhiều lắm. Nhưng điểm yếu của em là nói chung là khi mà cái công việc gì mà mình làm mình suy nghĩ không được á, là có thể thức nguyên đêm. Bởi vì đối với em là nói như thế này, công việc của ngày hôm nay không muốn để qua ngày mai và không muốn để trì trệ cái công việc của mình. Thì cái đó là điểm mạnh mà cưng, đâu phải yếu đâu. Đâu không phải nhưng là mà nhiều khi thức 3-4 đêm liền bị la, bị mẹ la. Sao điểm mạnh của mình như nào, điểm yếu như nào, nói luôn đường tình duyên của mình sao? Dạ thì chắc có lẽ là em nói về hôn nhân trước. Em cũng giống như anh bên kia thì cũng một lần gãy đổ. Tụi em sống với nhau được 10 năm, đến năm 2015 thì tụi em ly hôn. Thì hiện nay thì em đang nuôi hai con trai. Nhà em thì còn một người mẹ già trên 80 tuổi. Về cái điểm mạnh của em thì em rất là độc lập, vui vẻ, hòa đồng. Về công việc nữ công gia chánh thì có lẽ làm theo mình tự nhận xét mình nha, là mình làm cũng tương đối tốt. Cái điểm yếu của em là em rất là thẳng thắn. Mình nói thật quá người ta lại không vui. Với lại một cái nữa là em nói nhanh, có cái tật nói nhanh do cái tính chất của nghề nghiệp. Em chào anh. Không có nói nhanh đâu em. Em nói chậm nghe rõ lắm đó. Rồi sau cái đợt ly hôn đó là em có cái người nào khác không? Chắc có lẽ là em thuộc cái top là ế bình vững anh. Thôi, trời là số phận rồi. Ha, bây giờ mình gặp nhau đây tiếp tục cái duyên, biết đâu nó sẽ thành cái nợ với nhau nữa. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Theo em thì em không đặt một hình mẫu, mà em chỉ cần là cái người đó tính tình ôn hòa một xíu. Có nghĩa là đừng có hỏi ra mà vừa cái gì về mà đung 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 lên, không có hỏi lý lẽ thì em không thích như vậy. Một cách nó nhẹ nhàng một xíu. Còn hình thể làm sao, cao ráo làm sao? Em chỉ cần là cao em một cái đầu thôi, mà nếu cao được cả nghĩa đen là nghĩa bóng thì rất tốt. Em không thích điều gì ở đàn ông? Tham gia quá nhiều vào tệ nạn. Em muốn tìm một nửa người yêu của mình, một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về em suy nghĩ thì rất là đơn giản. Ví dụ như có những cái chuyện gì đó mình cần nên giải quyết thì mình cứ nhỏ nhẹ với nhau mình giải quyết. Chứ mình đừng có nên mà làm sùm lên rồi cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề rồi. Gì hết. Công việc nhà thì mình cứ chia sẻ nhau mà mình làm thôi. Chứ không phải là cái công việc nhà là của vợ thì đi làm về phải tự vô làm. Không có. Đối với em thì nó không có như vậy. Ai là lúc nào làm cái đó? Bây giờ người ta cố gắng là đóng lại con thuyền tình yêu mới để nó lan tỏa hạnh phúc ha. Em gái hôm nay đi với ai? Dạ em đi với con trai lớn của em, bé ngồi phía dưới. À con trai lớn nữa hả? Trời, con trai năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 16 tuổi. Xin chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Con chỉ mong là người bạn đời của mẹ con là qua biết quan tâm chia sẻ
với mẹ con không có cần nhiều hết. Con muốn mẹ con bước theo bước nữa không? Dạ, con cũng muốn điều này lâu rồi mà mẹ con vẫn ế tới bây giờ. Con thấy chú này có hợp mà với mẹ con không? Mẹ con nói mẹ nè, chú này rất là nhìn bên ngoài rất là điển trai, sạch sẽ, tính tình vui tính, có thể về chia sẻ con được. Con có yêu cầu gì với chú không? Dạ, chú khi nào buồn thì qua nói chuyện với con. Trời, cái nó thân thiện ghê không? Chú nói gì với con? Thì đối với chú thì rất là đơn giản. Nói chung là về người lớn chú xử sự được, và đối với người nhỏ chú xử sự được, và đối với con nít chú xử sự cũng được. Chú là rất là đa năng. Chú chỉ con trồng lan hả con hả? Dạ. Thú vị lắm á. Dạ, tại nhà con cũng hay trồng trọt, trồng này trồng nhỏ lắm. Rồi, hợp với chú. Bởi vì với chú thì luôn luôn thích quanh nhà mình là luôn luôn phải có hoa. Bất kể hoa gì. Theo con thì mẹ con nên bấm nút không? Dạ, mẹ nên bấm nha, chứ con kết chú này lắm rồi. Trời ơi, con kết chú này ủa, lắm con rồi. Ơi, mẹ đi coi mà, nó phải con đi coi, sao con kết lẻ vậy? Anh trai bên kia cho em xin hỏi là anh chuyên trồng lan đúng không? Đúng rồi em. Vậy anh có biết chăm sóc hoa giả quỳ không? Tại bạn hoa em nó hay quỳ. Gọi em là như hoa giả quỳ cuối mùa mà nó hay đọc ngược lại là con quỷ già. Trời ơi, yên tâm đi, hoa giả quỳ hay là da gì cũng ok hết á. Được, được chứ. Bây giờ mình kéo rào nha. Kéo rào đi. Mở rào. Anh chào anh. Chào anh. Cười cái cây này, cười. Tặng hoa nào? Cười, cô gái có nụ cười tỏa nắng. Dạ em cảm ơn. Em cũng xin có món quà tặng cho anh. Rồi, anh cảm ơn em nhiều. Mở ra đi cưng, coi cái gì vậy em? Rồi, rất là đẹp. Cái một cái dây thắt lưng. Một cái thắt lưng phải không? Rất có đúng đẹp. Ý của em không? Dạ, rất là đúng. Còn lan đâu sao không thấy tặng gì hết trơn vậy? Dạ... Trồng lan mà tặng bông hồng buồn ghê luôn. Do là lan mùa này nó ít bông quá, thấy nó ngại. Chào em. Em ở huyện nào hồi nãy anh? Dạ nói... em ở Duyên Hải. Duyên Hải, huyện ven biển. Lên anh có khoảng hơn 100 cây. Chính xác là từ chỗ em lên đến anh khoảng 120 cây. Nhưng mà đi đường quốc lộ 60 gần hơn chứ? Bây giờ nó cũng có nhiều đường đi lắm anh. Anh cảm nhận như thế nào khi mà tiếp xúc lần đầu với em? Thấy dễ gần. Anh thích cái cách mà thẳng thắn nói nhiều. Anh cũng vậy, rất là thẳng thắn và nói rất là nhanh mà cũng nói nhiều lắm. Có lẽ mình cũng giống nhau điểm đó. Em cũng nói nhiều nhưng tùy trường hợp. Nhưng mà cãi nhau không nói nhiều nha. Cãi nhau không nói. Không, đối với anh cãi nhau anh không bao giờ anh nói luôn. Anh im thinh luôn. Tánh anh thì nóng lắm. Nhưng mà hãy miễn cãi nhau anh ra anh múc nước, anh dọn đầu anh xong anh đi rồi. Tĩnh tâm lại, mình thoải mái lại, mình mới dám đi về mà mình nói chuyện. Chứ mà lúc đó mình có thể là mình tánh mình nóng, mình không kiềm chế được cảm xúc của mình, nó lại khó hơn. Mình im lặng đi, khi mình bình tĩnh mình sẽ nói chuyện với nhau, nó sẽ hay hơn là cái lúc mình nóng giận. Thì đúng rồi. Em lúc nãy em cũng có nghe là anh nói về cái anh mong muốn cái người phụ nữ là giỏi nữ công gia chánh gì đó. Anh không phải là giỏi về nữ công gia chánh, mà anh không muốn người phụ nữ anh giỏi về nữ công gia chánh. Nhưng mà cái công việc đó là mình có thể mình làm được với nhau. Và anh nói với em một câu, có thể là phụ nữ nấu ăn chưa chắc gì ngon bằng anh. Đúng, anh em công nhận điều đó. Tại vì đa số những đầu bếp nổi tiếng đều là nam chứ không phải nữ. Với lại người ta chăm con người ta từ 3 tháng tuổi đó, bởi vì sao mà không giỏi được. Chị ơi, cái này phải kiểm tra lại, biết đâu có người hùng hợp chăm sao chị. Chưa gì đã ghen tuông rồi đó. Trời ơi, trần quá. Phụ nữ ngộ lắm, bắt đầu để ý ai rồi là mới ghen đó. Còn là không có ghen đâu. Bắt đầu có để ý đúng không? Không có đâu. Để ý rồi đó. Chị ơi, đôi khi là có những bà hàng xóm tốt bụng sao chị? Đó, thấy chưa, ghen thêm tập 2 đó. Chị em nói một câu đi, em nói một câu đi cho bà yên tâm đi. Em xác nhận có không? Cái đó là không có rồi. Đâu có ai đâu. Anh nói là nhìn em dễ gần, vậy anh có muốn gần hay không? Quan trọng là cái nút ở phía sau em cứ dám bấm hay không thôi. Chúng ta đủ lớn để suy nghĩ, để đưa ra quyết định chính xác cho chính con tim của mình. Đây, nút đây cưng. Ở đó tràn ngập những yêu thương. Đó. 3, 2, 1. Hay quá, giác. Trời ơi, bấm đông điệu bấm, luôn. Đúng, luôn. Luôn. Hãy nắm tay nhau.
hãy tạo điều kiện, hãy tạo cơ hội cho nhau ha. Thì còn có duyên hết sức ủng hộ quá trời quá đất luôn. Trời ơi, con mê chú này quá rồi, đúng không? Thì nói nghe nè. Thôi mình đặt nụ hôn đầu tiên ngay ngày gặp mặt đi. Chung nó cũng ha. Gì vậy? Gì vậy cũng hả? Ai mượn cũng vậy? Không đây nè, đứng lại như vậy mà không má. Đó. Rồi với cổ làm với đăng ký kết hôn nhanh lắm. Thầy cũng làm bộ phận đó luôn mà. Không anh ơi, chỗ em điền tên người khác không? Lâu lâu thi thoảng em cũng muốn xóa tên ta, em điền tên em không được. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nhớ chăm sóc bạn gái nha. Không biết cặp thứ nhì sao đây? Không biết sao nữa, lo quá. Thôi bây giờ xin mời quý vị tiếp tục câu chuyện thứ hai nhé. Người phụ nữ là phụ nữ. Không, người phụ nữ là phụ nữ là sao? Tức là có những đặc điểm của phụ nữ, ví dụ như là một người phụ nữ phải có đặc điểm như người phụ nữ chứ. Bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà hiện tại bây giờ mà giới trẻ có một cái xu hướng đó là single mom, hay là sống với nhau có một đứa con rồi nhưng mà lại cảm thấy là mình không còn hợp nhau nữa, không còn yêu nhau nữa, thì bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề như thế? Nếu mà mình kết hôn, mình có con và bản chất của hôn nhân là làm cho nhau tốt đẹp lên và hạnh phúc hơn, và nếu mà họ cảm thấy không hạnh phúc được nữa thì em nghĩ là họ có quyền để mà sai thì làm lại. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì chúng ta giới thiệu về mình ha, cho hai bên cùng nghe luôn. Mời em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Và chào tất cả quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi trên đài truyền hình. Em tên là Tâm, hiện em đang sinh sống tại Bình Phước. Năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Dạ vâng. Tâm làm gì Tâm? Dạ em là kỹ sư máy tàu thủy ạ. À, kỹ sư máy tàu thủy ở Bình Phước luôn. Dạ không ạ. Thực ra thì công việc em là công ty thì hiện tại đang ở ngoài Hải Phòng. Hải Phòng. Vâng ạ. Và làm việc cho đội tàu của nước ngoài. Làm tại Hải Phòng luôn. Dạ thực ra công việc của em thì làm việc trên những con tàu Viễn Dương. Tức là em ở Bình Phước nè. Dạ vâng ạ. Công ty em ở Hải Phòng nè. Dạ vâng đúng ạ. Em làm trên tàu Viễn Dương nè, nhưng mà làm cụ thể ở đâu? Thực ra cái con tàu nó đi lênh đênh trên biển và đi từ nước ngoài. Dạ vâng đúng ạ. Một lần đi như vậy lâu không em? Dạ hiện tại thì như năm vừa rồi thì em đi 6 tháng và năm nay thì đang có công việc chuyển về Việt Nam làm. Hiện tại thì đợt tới thì em sẽ đi khoảng 4 tháng. Đợt tới 4 tháng rồi sau đó là có lên bờ chưa hay là vẫn ở trên biển? Dạ có ạ, sau 4 tháng thì sẽ lên bờ và nghỉ được 2 tháng ạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi bé yêu. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Trần Thị Phương Thanh, năm nay con 30 tuổi. Hiện con đang là luật sư và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em chào anh bên đó. Sao bây giờ nghe thủy thủ tàu Viễn Dương lên đên trên biển vậy thì thấy sao, cảm giác bây giờ sao? Dạ thực ra thì con cũng chưa bao giờ có cơ hội quen một cái người nào, kể cả là bạn, có một cái công việc khá là thú vị như vậy. Thủy thủ dạ. Ha. Dạ. Thôi vậy bây giờ mình cứ nói trước về mình đi để cho anh ấy hình dung trước nè, cái tốt cái xấu của mình như thế nào, tính tình á. Dạ. Điểm tốt thì con là người hòa đồng, hoạt bát, lanh lợi, có tư duy tích cực, biết quan tâm đến người khác, khá là độc lập trong cuộc sống. Dạ. Có trách nhiệm với gia đình. Còn điểm chưa tốt thì cái công tác nữ công gia chánh á thì con hơi chậm chạp một chút xíu. Con ăn uống cũng bị chậm, nhiều khi
đi làm mà bắt đầu ăn cùng với mọi người. Nhưng mọi người ăn xong rồi mọi người đi ngủ dậy thì con mới ăn xong. Ăn mà ăn nhây ăn nhơi dữ vậy đó hả? Cái này mà xuống tàu ăn là mệt ha. Trời ơi, ăn nhơi mà nhơi thế ớn luôn á. Thôi em trai, điểm mạnh điểm yếu thế nào? Điểm mạnh thì chắc là em cũng là một người khá là vui vẻ, hòa đồng với bạn bè. Nói chung là cũng hiền lành, tốt bụng và rất là tình cảm với mọi người. Điểm yếu? Điểm yếu thì cũng có một số điểm yếu như là lười chăm sóc bản thân mình. Nhưng chăm sóc tàu thì tốt hơn đúng không? Vì đó là công việc của mình ạ. Rồi, ở bên đó hỏi bên thủy thủ trước đi. Nếu lên đơn vậy là tình yêu như thế nào? Có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình rồi ạ. Tại sao lại chia tay? Người đầu tiên ấy, thì khi mà họ không muốn mình đi xa nên là họ quyết định dừng lại. Còn người thứ hai thì cũng vì tình cảm đi xa nên là cái tình cảm nó... Đúng rồi, nếu như mà mình có bạn gái mà đi 6 tháng, 4 tháng lên trên biển hoài. Ở đây người ta cũng buồn, người ta nhớ, người ta thương, người ta lo. Dạ đúng rồi. Ghen thì cũng ghen, ở đó trên tàu có ai đâu cua mà ghen. Nhưng mà người ta lo. Với lại tuổi thanh xuân phụ nữ qua đi rất là nhanh luôn ha. Rồi, đó là những cái mà đã trải qua. Bây giờ cố gắng làm sao nếu có một mối tình sắp tới mình chăm sóc, mình tranh thủ dành thời gian làm sao á để cho bà gái yên tâm. Ở bên đây mặt xanh hết trơn trọi rồi kìa. Rồi mình nói đi cái tình yêu của mình sao rồi cưng? Dạ, thì thực ra con thì cũng có trải qua 2 mối tình. Nhưng mà theo con đánh giá thì nó không phải là sâu đậm đâu, mà là hẹn hò tìm hiểu thôi. Sau đó thì cảm thấy là không có đủ cái tình cảm đủ lớn để mà bước sang cái giai đoạn cam kết với nhau lâu dài. Thì tụi con dừng lại cái mối tình gần đây nhất thì là tầm hơn 1 năm. Hơn 1 năm rồi đúng không? Bây giờ con muốn có một cái người đàn ông như thế nào? Thực ra mỗi con người chúng ta thì có 3 phần, đó là thân, tâm và tuệ. Thì về phần thân thì con mong muốn một cái bạn nam là cao từ 1m75 trở lên. Trời, dạ. Để coi chú thủy thủ cao mét bao nhiêu nghe. Chắc chú em là thủy thủ. Cao mét nhiêu vậy? Dạ, chưa được 70. Mét 70 hả? Dạ. Mét 70 cũng mang là cao rồi. Mang dài 5 tấc mới thành 75, có gì đâu. Rồi thân nè, rồi từ chưa hết phần thân ạ. Chưa hết phần thân luôn. Dạ, phải sạch sẽ. Sạch sẽ. Dạ, và là người mà biết yêu thương bản thân á, biết tự chăm sóc cho bản thân. Cái phần tâm rồi. Thì phải là người tử tế, sống vì mình và vì cộng đồng nữa. Tuệ là gì nè? Tuệ thì là một người mà con rất là kỳ vọng là làm một cái công việc mà nó mang tính chất tư duy. Dạ đúng rồi. Nói nghe nè, phần thân, phần tâm, phần tuệ là mình mạnh phần nào? Thân là... Chiều cao nè. Tại đây là hơi thiếu thiếu. Biết lo cho bản thân nè. Không biết có lo cho tao không à. Chăm sóc bản thân thì đương nhiên là cuộc sống một mình thì chỗ nào mình cũng phải tự chăm sóc mình. Tuệ. Vì em làm bên kỹ thuật tàu thủy. Vậy là phải tư duy rồi. Tư duy rồi. Rồi, như vậy là 3 phần là... 90-95% hết rồi. Chút xíu nha. Xin lỗi nha, tại bên đây gia đình bên tôi luật sư đó. Cho nên là tụi tôi phải đâu ra đó gạch đầu hàng rõ ràng. Chứ rồi. Luật sư là không có trật. Tình yêu nó phải là luật đâu. Không mang tính pháp luật ở đó. Biết vậy nhưng mà tụi tôi vẫn bị bệnh nghề nghiệp. Tình yêu nó đến từ trái tim mà nó có thể đến bất kỳ lúc nào và sai bất kỳ lúc nào. Rồi, con hơi ấm chút xíu nha. Tại vì mấy bữa nay lo lắng nhiều quá, nên xuất ký. Lo gì? Lo lên chương trình ạ. Trời ơi. Không, tôi thấy vậy là được rồi. Không, lấy vợ xong rồi sẽ mập ra, tại để vợ chăm sóc coi sao nha. Giống như anh này hồi xưa anh nốt nho mà vợ anh chăm sóc, giờ anh mới được vậy đó. Dạ. Mẫu hình lý tưởng của em trai thế nào? Nói chung là em không yêu cần yêu cầu nhiều. Ví dụ như là một người phụ nữ là phụ nữ nữ công gia chánh, ngoan hiền, lễ phép. Một người phụ nữ là tốt. Phụ nữ là sao? Tức là có những đặc điểm của phụ nữ, ví dụ như là một người phụ nữ phải có đặc điểm như người phụ nữ chứ. Sao em giải thích cụ thể đó coi sao? Ví dụ như là ngoan hiền lễ phép, tốt với mọi người. Ủa là phụ nữ là phụ nữ chứ sao không mày? Đó là cái tiêu chuẩn cái người phụ nữ này bạn này muốn. Thì bên tôi là có đủ hết trơn tôi rồi đó. Tôi chưa hiểu luôn á, tôi coi cái người này có phụ nữ có phải là phụ nữ không? Đó. Trời ơi. Chưa đạo luật sư. Phụ nữ phải thật là phụ nữ nha. Dạ. Né quá phụ nữ này, nhìn vậy là thấy phụ nữ rồi. Được rồi. Nãy giờ nghe anh đưa ra cái tiêu chí đó, con thấy con có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, con nghĩ là con đáp ứng được chắc tổng 90%. 90% đó. 90%, dạ. Tốt rồi.
Rồi, hôm nay em đi với ai em gái? Dạ, em đi với người bạn thân thiết của em. À, rồi. Dạ, xin chào tất cả quý vị trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Cao Văn Hải, là bạn thân cùng với lại bạn Thanh đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Thì em có nhận xét sơ bộ là anh có vẻ là rất là chân thành, rất là có nhìn có vẻ là rất là hiền hậu. Về mặt về cái yếu tố như bạn Thanh nói là tâm á, thì có lẽ là đúng như những gì bạn Thanh có yêu cầu. Còn về việc mà có hoàn toàn phù hợp hay không thì em nghĩ là để cho hai bạn trao đổi thêm thì sẽ hiểu hơn ạ. Cảm ơn. Rồi. Hải. Anh trai đi với ai? Hôm nay em đi với một số bạn, số bạn cùng cấp 3. Rồi, mời bạn cho ý kiến nào. Dạ, xin chào MC của chương trình và toàn thể quý vị đang xem chương trình. Thì em tên là Bích Ngọc, hiện là bạn thân có từ học từ cấp 3 với Tâm đến nay chắc cũng hơn 10 năm rồi. Thì em xin nhận xét về bạn gái, đó là bạn gái nhìn rất là dễ thương. Lại với những cái tiêu chí của Tâm á, thì bạn gái có thể đáp ứng được. Mình thấy hôm nay hai bạn đến với nhau, đến với chương trình này là mình thấy hai bạn cũng có duyên với nhau. Và mình mong các bạn cho nhau cơ hội để bước tiến xa hơn nữa. Mình đã chơi với Tâm mấy chục năm rồi, thì mình cũng có thể nói thêm, không phải là mình khen. Nhưng mà các bạn biết á, khi mà đi tàu về, thí dụ mình đi 9 tháng, mình về 3 tháng là những thủy thủ thường ở nhà chơi. Nhưng mà riêng Tâm là Tâm luôn luôn nghĩ ra cái gì đó để kiếm việc làm cho bản thân, để mình không bị đi sau thế hệ và luôn luôn phát triển bản thân mình. Cảm ơn. Đây là thông tin rất tuyệt vời. Một thông tin rất là hữu ích. Đúng rồi. Nào, mở rào. Bây giờ sẽ là không gian của hai bạn đó. Cứ trò chuyện để hiểu nhau nha. Vâng. Mình có món quà. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Món quà gì đó? Một cái bút ạ. Dạ mà. Không biết là món quà này có ý nghĩa như thế nào để... Có một cái nhân vật mà em rất là yêu thích. Thì ông ấy có nói là tất cả những gì bạn mong muốn á, thì hãy viết nó ra. Tại vì em cũng đồng ý với quan điểm đó. Bởi vì mình viết nó ra thì cũng như là một lần mình mang nó vào trong tâm trí mình, khắc sâu hơn một lần, để nó có đừng trôi đi. Cảm ơn. Hai bạn hãy nói cho nghe về quan điểm về hôn nhân gia đình với nhau. Anh trước đi ạ. Về quan điểm về hôn nhân thì bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà hiện tại bây giờ mà giới trẻ có một cái xu hướng đó là single mom. Thì ví dụ như trong cuộc sống bây giờ mà họ cảm thấy không hợp nhau, hay là sống với nhau có một đứa con rồi nhưng mà lại cảm thấy là mình không còn hợp nhau nữa, không còn yêu nhau nữa. Dạ. Và họ muốn chia tay, thì bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề như thế? Đầu tiên á, thì em đến đây thì em không nằm trong xu hướng đó rồi. Dạ. Nhưng mà thực ra thì em nghĩ là tư duy của em hơi mở hơn một chút xíu. Đó là nếu mà mình kết hôn, mình có con và cái cuộc sống hôn nhân đó nó không được như mình mong muốn. Vì bản chất của hôn nhân là làm cho nhau tốt đẹp lên và hạnh phúc hơn. Và nếu mà họ cảm thấy không hạnh phúc được nữa thì em nghĩ là họ có quyền để mà sai thì làm lại. Thì họ có thể vẫn chăm sóc con tốt, thì em thấy vẫn tôn trọng cái điều đó thôi. Thì em nghĩ là như thế. Thôi mình nói chút xíu thì hẹn hò đi. Hò thì giờ phải chờ 4 tháng thì... nữa. Chờ sau 4 tháng nữa mới hẹn được. Giờ nói bạn chuyện ngại qua. Vấn đề đấy không? Dạ, cá nhân em chia sẻ thẳng thắn thì em rất quan ngại điều đó. Rất quan ngại. Dạ. Không? Vì nó chắc chắn là nó sẽ trở ngại. Bởi vì em có cái quan điểm là cái tình cảm là nó phải có cái sự tương tác trực tiếp. Em thích đối thoại hơn là em không thích nhắn tin ạ. Thì... mà bây giờ nó dĩ lỡ rồi, 4 tháng nữa mới lên bờ được, có chờ được 4 tháng không? Với cái cảm xúc khi mà gặp bạn này á, như thế thì là liệu mình có thể chờ được bạn 4 tháng không? Bởi bây giờ nó là bất di bất dịch rồi, 4 tháng lại, sau đó mới lên bờ. Có bạn, thể có xíu bạn ấy cần... sẽ quyết định sao? Nghĩ rằng đó, bạn nói đúng đó, đó là một cái trở ngại. Mà nãy bạn nói đang quan ngại luôn đó. Dạ. Phá tan cái không khí này chút xíu đi nào, hát hò chút xíu. Nào bước tới giao lưu tình cảm, cái nắm tay bạn gái rồi hát bài nào đó, nắm tay và cô gái luật sư nào mà. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt và hát một bài nào đó. Em thích hát bài gì em hát? Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ khô mây kết hình lâu đài,
Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Bây giờ mỗi người nói một câu nào đó, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Em thấy gương mặt anh khá là sáng sủa, chiều cao anh thì em thấy cũng ổn, anh trao đổi chân thành, thẳng thắn, thì em cũng thích những cái điểm ưu điểm đó. Cảm ơn bạn. Nói chung là mình đến đây thì cũng là một cái duyên. Có thể là mình đi vòng quanh trái đất nhưng mà vẫn chưa gặp được một người nào đó phù hợp. Và hôm nay đến đây chương trình thì nói chung là chúng ta cũng đã gặp nhau ở đây. Mình sẽ thử cho nhau một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau. Biết đâu cái duyên nó là cái duyên tiền định. Rồi, hết thời gian, chúng ta sẽ ra lời bằng nút bấm. Nếu các bạn cảm giác rằng là đây một nửa mảnh ghép mình cần ghép lại thì bấm nút ngay. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Nào, một, hãy làm theo trái tim. Đúng rồi. Hai, ba. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Bạn gái không bấm. Dạ. Nói chung là xin bắt tay được. Dạ. Chúc bạn sẽ tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Dạ. Và có cuộc sống sau này thật tốt. Dạ. Em chúc anh vẫn yêu công việc và tìm được cái người thực sự có thể hy sinh và hiểu anh nhiều hơn. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Vâng, cảm ơn. Nói chung là em cũng có cái kế hoạch cho tương lai của mình. Thì nói chung là không phải là đến ví dụ như một thời gian thôi, mình sẽ về và ổn định cái công việc ở trên bờ. Rồi. Vâng. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Giữ lấy cây bút và ghi lại những gì, những cảm xúc trong ngày hôm nay, những gì mình làm được và chưa làm được, những cái ước mơ, những khát vọng sắp tới. Hy vọng rằng bạn sẽ làm được tất cả mọi thứ nha. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Này, bảo hòa. Cảm ơn cô ạ. Rồi. Hai. Chúc các bạn hạnh phúc, sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Vâng, cảm ơn. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ là không bấm nút hẹn hò với nhau. Nhưng không sao, tôi tôn trọng quyết định của họ. Họ đủ sức để đưa ra quyết định đúng với trái tim của họ. Là một ngày trôi qua rất là vui thưa quý vị. Tôi vui trở lại rồi. Đã vui trở lại. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 chủ nhật và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, mà các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetLab. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội để các bạn có thể kết nối với cặp đôi hẹn hò trực tiếp tại đây. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.